Ngày hôm nay chúng ta sẽ hóa thân thành một đứa trẻ. Mà nghe tiếng gì ồn đấy nhở? Thật ra là mình... Ui, đôi mắt hơi to các bạn ạ. Đối với cơ thể hình hài như này thì nhìn thì nó hơi ghê các bạn. Nhưng mà thật ra là mình hiền lắm các bạn. Ở nhà ai cũng bảo là mình ngoan. Nhưng mà được cái là mình không bao giờ ở nhà. Bây giờ thì chúng ta cần phải ăn uống để có thể lớn lên thật nhanh nhá các bạn nhá. Mà ở trong nhà hình như là toàn đồ ăn, toàn hamburger với cả là trái cây thôi là sao nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Ơ dạ. Mẹ mua cái máy về để lau nhà bây giờ nó húc cả tôi là sao nhỉ? Máy này ảo thật đấy. Bây giờ chúng ta cần phải kiếm đồ ăn thật nhanh ở trong nhà, và tôi nghĩ là ở ngoài trời cũng sẽ có khá là nhiều đồ ăn đấy. Đây đây đây, trong nhà vệ sinh đây rồi. Nhà vệ sinh mà có cả đồ ăn là sao nhỉ? Ơi sai hay sao ấy nhỉ? Mẹ thôi, cứ vào có cái kẹo mút ở đây nhỉ. Bây giờ sẽ ăn cái kẹo mút này, sau đấy là xem một vòng trong nhà vệ sinh nơi này sản xuất đồ ăn như nào nhỉ. Ok. Mẹ trong bồn cầu có nên ăn không nhỉ? Hơi ghê đấy mẹ. Như thôi, tôi nghĩ là thôi thôi, ăn mẹ nó đi, có gì đâu phải lăn tăn đúng không? Ok, được 3 điểm. Đây, cái kẹo mút tiếp theo. Mình nghĩ là chúng ta cần phải ra phía ngoài thôi, chứ bây giờ như này trong nhà chắc là cũng hết đồ ăn rồi các bạn ạ. Rồi, mình có thể lăn, quên mất. Ơ kìa, mẹ, máy này ma ám hay sao nhỉ? Hơi bực mình ấy nha. Đây 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 đây, căn phòng tiếp theo. Ơ kìa, hay thế nhỉ? Bỏ máy này làm sao có thể tránh được nhỉ? Phun độc cũng không được. Đây là phòng, ui, ở ngoài đẹp nha. Đây, phòng này là phòng của bố mẹ mình các bạn ạ. Đây có một cái tivi kìa. Đây, đây đây đây, nghe tiếng này là cái máy hút bụi, cái máy lau nhà kia nó sẽ đến húc mình sẽ trốn ở đây. Có rồi, mày vào cái khe này mày húc tao đi. Mày vào đây. Mày vào đây. Ơ kìa, vẫn húc được là sao nhỉ? Cay thế nhỉ? Đây 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 đây, làm sao chúng ta có thể lên giường ăn được nhỉ? Ơ kìa, nghĩ là chúng ta phải ra nhà nhanh thôi các bạn ạ. Ở trong này chắc là điên mất cái con máy này thôi. Ơ kìa. Nhưng mà không sao, chắc là đây là công việc ý nghĩa nhất mà cái máy kia dành cho mình trước khi ra nhà. Húc mình bay lên cái tủ này để mình ăn cái bánh hamburger kia. Tiếp theo là ra ngoài. Khu vực này, ôi, nó mặc bỉm sứa lăn như này có sao nhỉ? Có ai phát hiện ra không nhỉ? Từ 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 từ, qua đường là phải thật từ từ các bạn ạ. Không là chết dở ngay. Cho xe kia đi qua đã. Rồi rồi rồi, ơ kìa 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 kìa. Mẹ, mình vào trong lề đường rồi sao vẫn ngoẻo là sao nhỉ? Rồi được rồi, phải chơi lại lần đầu các bạn ạ. Từ đầu và lần đầu chúng ta sẽ lại phải đi ăn. Không sao. Làm gì trong sân nhà mình ấy nhỉ? Bây giờ chúng ta khảo sát qua một vòng sân nhà mình xem là có gì để ăn không nhá. Có bánh bùng gì nhỉ? Hơi đau nha các bạn nha. Ông này nó thổi hơi đau đấy. Nhảy lên ăn đi. Hơi khó các bạn ạ. Hơi khó. Nhưng không sao. Được rồi, mình nghĩ là mình sẽ ra đây ăn. Đây rồi, bánh kem này, pizza này, đầy đủ hết. Ở ngoài đường sao nhiều đồ ăn đấy nhỉ? Mà thực tế như này thì mình chắc là mình cũng chẳng cần phải đi làm. Ra ngoài đường có ăn như này quá là ok rồi còn gì, đúng không? Nhưng mà thực tế thì vẫn phải đi làm, bục mặt lên thì mới có tiền ăn các bạn ạ. Chỉ là game thôi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cần phải khám phá nơi khác thôi. Ở đây gần hết thức ăn rồi các bạn ạ. Không biết là sẽ có bên kia, mình nghĩ là bên kia có này. Nhưng mà những người đi qua đường này có bắt mình đi không nhỉ? Mình chỉ là một đứa bé thôi, nếu mà bắt thì để mình trốn.
Ở đây có vẻ ít xe các bạn ạ. Rồi ok, lăn qua xem nó như thế nào. Hamburger bên này thì nó to hơn. Ok. Đây. Nhưng mà mình cảm giác như mình cũng lớn hơn rồi nha các bạn ạ. Mình lớn hơn nhiều so với khi ở trong nhà. Bảo là ra nhà thì mới lớn được. Chứ bây giờ cứ quanh quẩn mãi trong nhà thì chắc là mình chỉ bé như thế được thôi các bạn ạ. Đây rồi. Ơ, cái bịch đen đen này ăn được này. Bom hay sao ấy nhỉ. Ui, cái này ăn tăng nhiều hơn các bạn ạ. Tăng mỗi lần là 10. Tăng mỗi lần là 10 máu. Thì những cái bánh này chỉ là có tầm khoảng 2-3 thôi. Nhưng mà cái bịch đen này đúng là bịch đen đen uy lực. Ui, 12 luôn kìa. Ok, táo tùng cứ ăn hết đây đi. Có cái nào ăn cái đấy, không phải lo. Khu vực này mặc dù là bãi rác nhưng mà không thiếu đồ ăn các bạn ạ. Rồi, đây nữa này. Ok. Những bịch này to quá, mình chưa ăn được. Chỉ ăn những thứ bé thôi. Và bây giờ mình được 126 cái gì đấy phát rồi. Cân nặng hay sao nhỉ? Ơ kìa. Sao có thằng cu qua phang mình là sao nhỉ? Phang cho nó tí em zin cho nó hiểu thế nào là bé con xem nào. Kìa. Sao nhỉ? Cu này sao đi theo tao làm gì nhỉ? Đây mình hiểu các bạn ạ. Không hiểu sao nó cứ đi theo mình. Thế là cần phải xử thôi các bạn ạ. Chứ cứ để đi theo mình như này cũng không hay. Bây giờ các bạn thấy mình to không? To nhỉ? Thế này, chỗ này hơi khó ăn là sao nhỉ? Đề nghị là nhà phát hành game là để thức ăn ra ngoài nhé. Để cho những cái khe này là hơi khó. Kìa. Ơ kìa. Sao nhiều người tấn công ấy nhỉ? Trong khi mình không làm gì sao? Ơ kìa. Không làm gì vẫn bị đánh. Mình thế nhỉ? Những thứ hòa vi quý mà không được. Ơ kìa. Lăn. Ơ. Không chú ý đường ngỏm rồi. Lại mới chơi lại từ đầu các bạn ạ. Bực mình thế nhở. Bây giờ chúng ta cần phải chơi. Ok. Đây. Mỗi lần chơi lại là mình mất thời gian. Ok. Sao đâm vào cột đèn như này là dở rồi. Mong là đợt này mình sẽ xử lý những cái thằng cu kia cho nó. Đây. Uầy, mỗi lần ăn được 100 luôn các bạn ạ. À, thế thì mấy cu qua đây. Uầy, các bạn nhìn thấy mình to không? Thấy to không? To hơn rất là nhiều nha. 230 mấy ở nhà, 300 mấy ở nhà. Ơ, đừng nói là có cả lính cứu hỏa đến xử mình nha. Chỉ là một đứa bé thôi mà sao nhiều người ghét thế nhở? Trong khi mình không làm gì cả, chỉ muốn ăn thôi. Ok ạ, đúng không nhở? Làm sao nhở? Người ạ, không hiểu sao đâu. Ok ạ, lại phải chơi lại từ đầu, cay thế nhở? Thì luôn, hết mấy thằng cu đến lính cứu hỏa, không biết tiếp theo là sẽ gặp ai đây các bạn ạ. Nhưng mà mỗi lần phải về từ đầu chơi lại từ game đầu tiên thì bực mình lắm các bạn ạ. Cay thực sự. Thôi được rồi. Mình sẽ cố gắng game cuối cùng này, mình sẽ cố gắng lớn hơn để mình xem là thử thách tiếp theo của mình là ai. Ngoài những thằng cu, ngoài những ông lính cứu hỏa ra. Đây. Đầu tiên xử mấy thằng cu này. Chưa kịp ăn luôn, bay đi đâu ấy nhở? Đây rồi. Để xem thử thách tiếp theo của mình là ai nào. Ai sẽ là người may mắn đụng độ với các anh nào. Cu này à. Thôi, bây giờ chúng ta cần phải tìm một nơi khác
để mình ăn cho qua ngày trước và lớn lên trước. Chứ giao tranh như này là không ổn rồi các bạn ạ. Cái giao tranh như này làm sao mà có sức được. Nhưng mà hơi to. Ui, bạn nhìn mình này. Mẹ nha, mấy thằng này nha. Bố mày là không nha. Ok. Tông vào cột đèn. Hơi bực mình nha. Đây đây, lính cứu hỏa đây rồi. Ui, to thế nhở. 700 mấy phát rồi các bạn ạ. Như người khổng lồ rồi. Nhưng mà sao vẫn bò đi là sao nhỉ? Đứng dậy đi luôn đi. Ơ kìa. Nghe cái tiếng gì ấy. Rồi. Đây rồi, đây. Ơ kìa. Kìa, lính cứu hỏa kìa. Bực mình thế nhở. Sao mấy ông lính cứu hỏa bắt nạt một đứa con đít là sao nhở? Trong khi mình không làm gì. Đi ăn thứ kia nó cứ quay vào đánh mình. Cay phết đấy chứ nhở. Thôi, bây giờ chúng ta đi nơi khác đi. Xem như nào. Kìa, không thoát được lính cứu hỏa luôn các bạn ạ. Nhiều thế không biết. Các ông cứu hỏa, các ông đi cứu hỏa đi. Sao phải đi theo tôi làm gì nhỉ? Sao phải dí một thằng con nít như tôi làm gì nhỉ? Bực mình thế nhỉ. Ui, hỏng cả ô tô luôn các bạn ạ. Vào phía trong nhà này tránh luôn đi. Mấy ông này húc nó luôn. Không có skill thì húc luôn. Ờ, được nha các bạn nha. Húc được nha. Húc luôn. Phát nước. Ok. Ok. Sao có vòi nước là sao nhỉ? Ừ, được rồi. Lăn. Mấy ông lính cứu hỏa bây giờ nó dùng cả vòi để dí mình luôn các bạn ạ. Hay thế nhỉ? Này. Đi này.